Ông ơi! Con lạy chín phương trời, lạy 10 phương đất. Con lạy gia tiên tiền tổ dòng họ Đinh. Tên con là Trần Văn Nhỡ. Thì chết rồi, con nhầm. Tên của con là Đinh Văn Nhỡ. Hôm nay con xin phép tổ tiên cho con được hạ bàn cờ cổ xuống để con quyết một trận thư hùng với thằng bạn con là thằng Đinh Văn Phòng. Con lại nhầm, thằng bạn con là thằng Trần Văn Phòng. Khổ quá, đợi một tí. Sắp xong rồi. Các cụ ơi, nếu như con thắng nó trận này là con thắng nó tẹt tèn ten luôn. Nó sẽ không dám ngẩng mặt nhìn con nữa. Nó sẽ tâm phục khẩu phục. Các cụ hãy tập trung vào, các cụ hãy xuống vào để mách nước cho con. Chứ con sợ là một mình con cũng không thắng nổi thằng này. Các cụ... Trời ơi, đang khấn, đang lấy bàn cờ. Nhớ ơi là Nhớ ơi, tôi đã nói với ông rồi, đời không việc gì phải khổ nhá. Ông cứ phòng thủ thế này thì ông đánh với ai hả? Thì ông đánh đi. Xin ông con pháo. Ấy, sao thế? Hoãn. Ừ. Chờ hoãn một nước. Không hoãn. Ấy, lấy đi. Lấy đi. Ừ. Lấy đi. À, này, lấy đi. À, bình tĩnh. Đây, ông thích ăn con pháo thì ông ăn đi. Việc gì mà phải vội. Tặng ông. Phải quân tử như thế nhá. Đã chấp nhận chơi ấy là bước chân đi cấm kỳ trở lại. À. Dù sao cũng xin ông con pháo. Này, đấy là ông nói đấy nhá, ông cấm nuốt lời nhá. Ôi trời ơi, đời không được gì phải khổ. Thế à, thế thì xin bác con xe. Ôi, cử linh thế, què một xe thì đánh thế nào? Thế này, ừ, đánh đi. Tuy rằng mất xe, thế mà tôi cũng xin được con pháo rồi nhá. Đời việc gì phải... Đời việc gì phải mất xe. Mà này, thế vừa rồi ông dở võ ra ngồi chơi thôi đấy à? À, mà nhắc cái chuyện võ nhá, tôi có chuyện này muốn nói với ông từ lâu rồi. Thế nhưng mà tôi sợ ông buồn đấy. Cái gì? Đời việc gì phải buồn? Nói đi. Ông không được buồn đấy nhá. Nói đi. Chuyện nó là thế này. Ừ. Ngày xưa ấy, cụ tổ nhà tôi tập võ ấy. Ừ. Thì cụ tổ nhà ông ấy toàn nấp ở bụi chuối rình để học lỏm thôi, ông hiểu không? Cái gì? Tổ nhà tôi phải đi học lỏm cụ tổ ông á? Chứ còn gì nữa? Không bao giờ nhá. Ông nghe đây này. Tương truyền nhá, là cụ tổ của ông và cụ tổ của tôi đều học võ từ ông Thành Hoàng Lào. Chính vì thế mà hậu duệ như anh em mình cũng từ đấy mà ra, nên miếng nào cũng đều biết hết. Ôi, xin lỗi ông đi nhá. Tôi ra miếng này tôi đố ông đọc một tên nó đấy. Ông chơi đi. Rồi. Chơi luôn đây, sao tôi có biết không? Ông xem nhá. Ừ. Cẩn thận xé khớp. Nhìn này. Rồi. Ôi giời ơi, cẩn thận không bị trúng gió đấy. Ôi giời ơi. Ông có biết thế này là thế gì không? Ngộ không cắm niết bàn đấy, ông hiểu không? Ôi giời ơi, tôi tưởng cái gì? Tôi đọc vị luôn cho ông cái ông tổ của chiêu này cho ông nghe nhá. Ai? Cái chiêu này là của ông Ngô Thừa Ân đời nhà Đường nhá. Ân nào? Còn ân nào? Ông Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký mà trẻ con vẫn xem cho vô thuyền đấy nhá. Này, cái miếng này là cái miếng gia truyền của dòng họ của tôi đấy nhá. Đấy, có giỏi ông bảo ông phá tôi xem. Ông phá đấy. Đây, cái này cũng phải là võ đâu mà phá. Ông bảo ông phá đi. Ông phá được nhá, tôi cho ông thắng cả cờ lẫn võ. Nào, vào đấy. Thật không? Giỏi ông vào đấy. Nói thật đấy nhá. À. Gì mà nó hốt hoảng thế. Này, đánh thật đấy nhá. Thật đấy. Đánh thật đi. Mà đánh thật là đau. Ừ, đời sao phải khổ. Vào đấy. Thật nhá.
cái con gì kia nhỉ? Này, đánh cờ đã vồ, võ cũng được vồ. Con nhà võ mà móng chân vừa dài vừa bật thế này ạ. Ôi giời ơi, nhỡ ơi là nhỡ. Mà đây không chơi với thằng đi chân đất nhá. Đi vào. Đưa đây. Buộc nó chặt chặt vào. Rồi, quá bình thường. Nào, tiếp đi. Đời sao phải khổ. Sống mũi là bố, sống mũi là bố. Ông dám xúc phạm tôi hả? Ông đòi làm bố tôi hả? Ê, ai? Tôi lỡ mồm, ý tôi không phải là như thế. Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Giời ơi! Ông làm vỡ cái bàn cờ cổ trong gọi cho tôi rồi! Trời đất ơi! Tôi nhớ chân! Tôi không nghĩ rằng cái cú đá của tôi nó lại hiệu quả đến như thế! Rồi ôi biết làm thế nào hả? Mà này, liệu có hàn được không hả? Còn hàn cái gì nữa? Trời ơi! Vỡ như thế này thì sao lại còn đòi hàn à? Ôi các cụ ơi, con có lỗi với các cụ quá. Không, chính con mới có lỗi với các cụ. Con lại các cụ tha cho con. Ôi trời ơi, các cụ tha cho con. Ôi này, những người tôi bảo đây, cậu bạn xin lỗi. Để bạn dọn nhá. Thôi, không cần đâu. Ông đi về đi để tôi tự dọn nữa. Thôi, hay là để tôi quét trong cái sân thì tôi về cho nó đỡ áy náy. Không cần, ông không về là tôi không chơi với ông nữa đâu. Ông đi về đi. Tôi tự dọn. Thì dọn giúp tôi nhá. Rồi, về đi. Trời ơi. À mà này. Coi như hôm nay tôi thua cả ông nhá. Để bọn đi về. Nhanh. Kho báu của các cụ để lại à? Trời đất ơi, thế này thì mình giàu to rồi à. Các cụ ơi, con đội ơn các cụ, con đội ơn các cụ, các cụ ơi. Nhìn mặt anh thế kia là lại biết có chuyện rồi. Đời chả cái dại nào giống cái dại nào. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh và anh nhớ đừng chơi cờ với nhau nữa. Lần nào chơi cờ xong cũng đánh nhau, mất hết cả tình nghĩa đi. Chơi thế thì chơi làm gì? Thì anh chỉ ẩn hận quá. Thế anh đánh nhau với anh Nhỡ à? Anh đánh anh có đau không? Anh đánh vào đâu? Khổ thân anh Nhỡ, đã một thân một mình rồi, anh còn đánh nhau với anh ấy nữa. Em phải xem anh ấy thế nào. Này, cô thích nó hả? Em lớn rồi, em thích anh Nhỡ đấy. Em yêu anh ấy.
Mà anh ấy đánh què tay gãy chân gì anh rồi gì? Khổ quá. Anh có đánh gãy cái chân nào của nó đâu. Chẳng qua vô tình anh tung một cước làm vỡ cái bàn cờ cổ nhà nó. Liệu có sửa lại được không? Ôi dồi, nhớ. Nhớ. Anh nghe bắt cơm chưa? Tớ không ngủ được. Nhớ vào đi. Nhớ ăn cơm chưa? Uống nước nhá. Nước. Chè. Đúng rồi. Chè ngon, vừa pha chưa kịp bú hớp nào. Này, uống nước đi. Tớ muốn sang đây để nhờ cậu một việc. Việc gì? Ôi trời, khổ quá, đời sao phải khổ. Việc gì cậu cứ nói đi. Tôi với cậu là bạn thân với nhau. Nếu giúp được tôi giúp luôn. Thế nhưng mà cậu đừng bắt đền tôi cái bàn cờ cổ nhà cậu nhé. Cái bàn cờ ấy có tiền cũng không mua được đâu nhỉ. Với lại anh em tớ không có tiền. Phòng này tớ muốn mượn cậu. Đã bảo không có tiền rồi còn mượn cái gì nữa. Tớ muốn mượn cậu cái xẻng. Hả? Nó mượn xẻng? Xẻng đào đất á? Ôi giời ơi, thế mà không nói sớm thì xẻng có xẻng. Em đi lấy sao? Không phải việc. Không phải việc của em. Việc của em ấy là rót nước mời trà rồi tiếp chuyện bạn anh cho nó đàng hoàng chu đáo nhá. Này, chờ tí nhá. Anh uống nước đi. Hồi này anh gầy thế, nước da xanh lắm. Một ngày anh ăn mấy bữa? Mỗi bữa anh ăn bao nhiêu bát cơm? Có nên nói ra không nhỉ? Anh định nói gì à? Anh nói đi. Hay là mình không cho biết nhỉ? Anh nói cho em biết đi. Có ai đâu mà ngại. Bí mật. Cứ để trong lòng bứt rứt lắm. Đúng rồi đấy. Giữ trong lòng khó chịu lắm. Em vừa bảo cái gì cơ? Em nói cái ấy anh giữ trong lòng ấy, để lâu anh vừa bứt rứt em thì sốt ruột. Em sốt ruột à? Vâng, em chờ lâu lắm rồi. Thôi, để anh đi lấy cái xẻng. Xẻng đây. Đàn ông đàn anh gì mà nhát như cái. Ghét. Hai cái lá vàng, một cái lá xanh. Đấy rồi.
Anh ơi, anh nhớ mở cửa cho em với. Đợi anh tí. Anh nhớ ơi, anh nhớ. Đây, anh ra ngay đây. Anh nhớ ơi. Xong rồi, đây. Em à. Anh ăn mì đi. Tao với suốt đêm rồi. Người đâu mà chăm chỉ quá cơ. Anh ăn đi nhá. Xem em nấu có ngon không. Để đấy cho anh cảm ơn. Ngon quá. Cảm ơn em. Anh có việc này quan trọng. Em về gọi anh Phong ra đây. Anh không nói trước với em được à? Anh phải nói với anh Phong trước. Thì là biết trước biết sau. Đến về gọi anh Phong nhá. Em về nhá. Thì cứ từ từ, làm cái gì mà cuống lên thế? Đây, anh vào đây. Thế có chuyện gì nào? Anh vào đây. Thì cứ từ từ, khổ quá, cái cuống rồi lên. Có chuyện gì thế? Đây, anh Phỏng đây rồi, anh có chuyện gì anh thưa đi. Con trai gì mà nhát thế? Ồ hay, việc của cô đấy à? Đi ra ngoài kia để bọn anh nói chuyện đi. Anh cứ mạnh dạn đề xuất nhá. Em chờ nhá. Đi. Lèo nga lèo nghèo nhăn nhăn nhở nhở. Thế có chuyện gì? Chuyện là thế này không ạ? Tôi... Tôi sao? Tôi... À, ông ăn mì không? Để tôi nấu. Ơi, tôi ăn rồi. Chuyện gì nói đi. Thế thì... Ông không ăn thì ông uống nước nhé. Qua cái ông này. Sao hôm nay ông lại trịnh trọng với tôi thế nhỉ? Thì ông cứ ngồi xuống. Ông uống nước đi. Uống đi. Uống. Được rồi, uống nước rồi. Có chuyện gì nói đi. Cái gì mà căng thẳng thế? Sao? Tôi đào được cái bình cổ mà. Bình cổ. Thật không? Ông đào gốc cuối sao ông đào lên được đó à? Không phải. Tôi đào theo chỉ dẫn của cái bản đồ ở trong bàn cờ. À, cái bàn cờ mà tôi đá vỡ hả? Trong cái rủi nó có cái may. chúc mừng ông. Này, cái bình cổ đâu mang đây tôi xem nào. Bình cổ đây á? Ông bị dở hơi à? Sao lại đưa tôi xem cái rảnh bị? Sao thế? Nó mà vỡ thì tôi giết ông. Dưới này à? Xem nào. Thôi xem thế đâu. Ây giời, cái ông này. Đời sao phải khổ? Ông đưa tôi xem kỹ xem nào. Không, ông xem thế thôi không có mòn. Thôi được rồi, tôi ghi nhận là ông có cái bình cổ. Còn bây giờ ấy, tôi về. Về. Này, ông ơi, tôi bảo đây. Ông cứ ngồi xuống đây. Bỏ tay ra. Còn gì nữa? Ông cứ bình tĩnh. Thực ra là tôi mời ông sang đây không phải là để xem cái bình, mà tôi muốn hỏi nó xem là giá trị nó như thế nào.
Thì đừng tay. Cái bình cổ các cụ để lại thì chắc chắn nó phải có giá trị rồi. Thế mà hỏi. Nhưng mà cụ thể là cao thấp thế nào, giá bao nhiêu? Tôi cũng như ông. Ông hỏi tôi biết hỏi ai. Thế bây giờ phải làm thế nào? Làm thế nào là biết làm thế nào. À nhớ ra rồi. Ai? À là mình có tay thốn bốc chuyên về đồ cổ, chắc chắn sẽ biết. Ai cho mày bỏ leo? Chỉ là cái hôn. Ông thì vả cho mày cái. Này, thằng Lào là thằng láo ở đây. Xét về vai vế trong họ nhá. Đằng ấy nhá, gọi tớ là ông trẻ nhá. Để hôm nào dỗ họ, tớ gọi cả họ nhá, đuổi ra ngoài. Mẹ này, cái thằng chú họ nói đúng đấy. Cứ giờ con đến là chuẩn nhất. Thế hả thầy? À đây rồi, may quá. Chào thầy thống bốc. Chào ông Phóng, ông đến làm gì, xem bói gì? Nhìn nhìn tướng của ông ấy, tôi biết ngay cầm sinh con mèo mướt rồi. Này, tớ vừa xem cho con bụng nhà toát xong ấy. Phục sát đất đấy, không tin hỏi tớ mà xem. Này, thằng kia, mày toát ai đấy? Ông trẻ, sao nó leo thế à? Thầy thống bốc ơi, hôm qua ấy, thằng nhớ nó đào được cái bình cổ đấy. Hả? Bình cổ xong có vàng không? Không biết. Thế nhưng mà ông có biết gì về đồ cổ không? Sao lại không? Tin! Nhưng ra về đồ cổ đâu. Tớ buôn đồng nát từ bé nhá, nhôm nhựa đồng kỳ là tớ biết hết đấy. Không, cái đập xuống họ. Biết gì? Ngồi vào đây. Ngồi xuống. Tường thuật trực tiếp đi. Tường thuật trực tiếp nhá. Sau khi quyền đã tung, cước đã ra, với một đòn đá chí mạng, tôi đã vô tình đá vỡ cái bàn cờ cổ nhà nhỡ. Tự nhiên xuất hiện một tấm bản đồ cổ, đưa cậu ta tới cái bình. Này này, nước cao bao nhiêu phân? Ngân này. Màu gì? Màu gì? Màu nó trắng trắng xanh xanh, vằn vằn vẹn vẹn lung tung hết cả. Trời ơi. Tức là màu xanh dương. Màu xanh dương à? Và men ngọc có đúng không? Đúng rồi, xanh cổ. Dương men ngọc, chuẩn rồi. Đích thị là bình cổ rồi. Hả? Bình cổ hả? Đúng, đúng không? Đúng thế. Này, thế nó có giá trị không? Có. Ôi giá trị không? Ơi, cái ấy mà nói với biết gì mà nói. Cái đấy á, chỉ muối dưa hay ngâm rượu thôi. Thôi, trật tự. Các người thì biết gì mà nói vào đây. Nhà chị đang thờ thần nến ấy. Về cúng đi, mà được ăn lộc. Về thì về, làm cái gì mà đuổi như là đuổi tà ấy. Tôi đi về. Mà này, tôi nói cho các người biết nhá, cái thằng nhỡ ấy mà, nó là cháu họ xa với nhà tôi đấy. Sướng thế cơ chứ lại, tự dưng anh thằng cháu họ nào được một cái bình đầy vàng ở trong ấy rồi, và này mình được nhờ rồi. Thôi về đi, về đi, về đi. Chưa thờ thần thế đã có lắc nữa, tôi đi về đấy. Cái bình cổ ấy, bây giờ nó khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Tiền cái gì? 2 tỷ là cái chắc. Thế thì đúng là 2 tỷ rồi. Này, 2 tỷ á? Ôi trời ơi, không tưởng tượng nổi quá. Nhưng mà này, ông hôm nay hay lừa tôi lắm ấy, có thật không? Ôi, tôi mới lại chẳng đùa cái nhà ông à? Ông phải nên nhớ rằng cái bình cổ này ấy, nó có từ cái thời cụ phân sinh ra cái cụ tổ nhà ông ấy. Cho nên cách đây ấy, cũng phải gần 600 năm rồi. Đúng rồi. Cái bình cổ cực kỳ có giá trị. Ông lại phải giữ gìn cho nó cẩn thận. Nó chỉ cần mòn như một tí thôi nhá. Bất kỳ người ông yên tâm. Mày cứ nghĩ cái mình nhà tôi với lại giá trị như thế. Anh Hồng, mày ăn cơm. Rất ca mình. Thơm rồi à. Nhỡ bây giờ không còn là nhỡ nhàng nữa, mà phải gọi là nhỡ đại gia. Đã đâu vào đâu, chắc gì người ta đã mua. Sao lại không mua? Này, cái bình này nhá, không dưới 3 tỷ. Dưới 3 tỷ ấy, đem đầu tôi đi mà chặt nhá. Thế cơ á? Chứ còn gì nữa. Mà thôi, về đây, đói rồi. Nhìn về. Cũng về nhá. Sau này anh nhớ trở thành đại gia,
liệu có còn nhớ đứa em gái này không? Sao em lại nói như thế? Anh mà bán được cái bình này nhá, là bọn mình cứ tẹt 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 luôn. Thật ra em có một bài thơ, anh có muốn nghe không? Em có thơ à? Em làm thơ về cái bình cổ ở nhà anh đúng không? Em làm về ấy của em thôi. Nhưng anh không được chê đấy là thơ con cóc nhá. Ấy là cái gì? Anh cứ nghe đi thì biết. Em đọc nhá. Ừ, em đọc đi. Tim em ấp ủ bao ngày, chỉ chờ anh nói một câu hẹn hò. Thế mà anh chỉ võ thôi, chẳng thèm để ý đến đôi lứa mình. Ôi trời ơi, cháu yêu của bà đây rồi, trời ơi. Xin lỗi, chị hỏi ai ạ? Sao lại chị? Chị là chị thế nào? Bố nhà anh chứ, bố anh là còn phải gọi tôi bằng cô đấy nhá. Gọi bà, xưng cháu, nghe chưa, cháu yêu của bà. Từ trước đến nay tôi chưa nghe ai nói thế. Chưa nghe thì hôm nay nghe bà nói. Anh không tin thì anh gọi hồn bố anh lên xem có đúng là như thế không nhá. Cả cái họ Đinh này tôi nói cho anh biết là chỉ có một mình tôi là chi trên thôi đấy. Liệu liệu cái mồm mà ăn nói. Ra bà nhờ đi. Ra cái kia. Này, cháu ơi, bà ấy là bà nói thật nhá. Cả họ nhà mình ấy là chỉ có trông mỗi vào một mình cháu thôi đấy. Ôi dồi ôi, cháu yêu của bà. Eo ơi, khôi ngô, tuấn tú nhá, có tài nhá, lại còn thương người, nhất là thương bà trẻ đấy chứ. Chả như các cái họ nhà khác đâu, cứ nhìn thấy tiền một cái là tối tăm mặt mũi vào, chả nghĩ gì đến tình nghĩa cả nhờ. Bà là bà nói thật nhá, hôm nay bà sang đây ấy là bà định có ý định là hỏi vay cháu 10 cây. Cái gì? Không, ra riêng là bà trả ngay, bà hứa mà. Tiền xu nhà bà nếu mà bà không trả cháu nhá, bà có phải là cái loại mồm loa kết giả để đi ăn quỵt người khác không? Bà là bà thề luôn, bà hứa luôn, bà đảm bảo ngay. Giời đất ơi, nhưng mà tôi đào đâu ra vàng bây giờ? Vàng anh đào ở ngoài vườn chứ ở đâu mà anh hỏi hả? Đã vậy nhá, bà nói cho anh biết này, bà từ bây giờ trở đi là bà không có họ hàng hàng không gì với cái loại nhà anh nữa nhá. Bà từ nhá, bà về. Này, suy nghĩ đi nhá, mai bà lại sang. Trời ơi, nhiều ra làm sao đây. Thế thì quý hóa quá à. Lúc nào bà nói với cậu nhớ cho cháu vay vàng để làm vốn với bà nhé. Nhờ. Cả cháu nữa bà. À, thế để lúc nào mà tiện lợi thì bà bảo cháu họ bà nó tài trợ cho nhá. Nhưng mà cấm đấy, không đứa nào được hở mồm ra đâu nhá. Không có chuyên hạn nó biết được chết đi. Kinh ấy. Bỏ mũ ra. Đổi mũ làm gì đẹp á? Để tao hỏi đường. Sẽ đẹp thế nhở? Gì đấy? Mấy mụ. Đây. Hỏi nhà thằng Nhớ. Hỏi nhà ai? Thằng Nhớ ở đâu? Nhà Nhớ hả? Này, hỏi đúng địa chỉ ấy nhá. Xin tự giới thiệu nhá. Tôi, bạn trẻ ông Nhớ. Nhà Nhớ đi. Nhà đó kìa. Đấy, cái nhà mà gần đền thờ Đức Ông đấy. Cái nhà có mái mà xung quanh thì xây tường đấy. Mấy ngói thì anh nhìn thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Toàn đầu gấu liên tỉnh cả đấy. Chắc là cái thằng Nhỡ cháu họ tôi ấy mà. Nó thuê cái lũ này về để làm vệ sĩ cho nó ấy mà. Phen này á, đứa nào mà động vào móng chân bà ấy, có mà tan xác. Này, dạo này bà Nga ấy, hoài quá cơ. Bà đấy, bà hầu đồng nha, cứ gọi là đẹp mê hồn. Chuyện. Ông trẻ chết đâu rồi? Gọi cái gì mà gọi lắm thế? Hôm qua đã gọi, hôm nay lại gọi, ngày mai lại gọi. Không cho người ta tập tành gì cả. Không gọi thì nó bại liệt mồm hay sao ấy. Đã gọi anh em về họp chưa? Bảo thằng hóa điếc rồi. Để tôi gọi lại xem sao. Alo.
tao đây, xuất sắc võ sư đây. Đã bảo cho anh em chưa? Trời ơi là trời, đã bảo anh em về nhà thống bốc họp về việc nhà thằng Nhớ cơ mà. Kín kín hở hở cái gì, thay pin đi dù cha thằng điếc. Cháu yêu của bà đâu rồi? Úi dồi, đây rồi. Rồi đẹp dài thế nhở. Này, bà hỏi thật nhá, thế bao giờ định đưa vàng cho bà đấy? Tôi làm gì có vàng. Ô hay, không có là không có thế nào hả? Bây giờ giàu có rồi lại còn thuê cả vệ sĩ riêng, lại còn chơi với cả cái bọn đầu gấu liên tỉnh nữa. À, mà lại còn nuôi cả chó ngao Tây Tạng, rồi lắp camera theo dõi. Ghê thật đấy. Tôi hỏi anh nhá, đứa nào thuê vệ sĩ liên tỉnh về hả? Nó về nó hỏi thăm nhà đại ca Nhỡ kia kìa. Mà cái chuyện đấy là cả chợ biết nhá, không có lại bảo là tôi bịa đặt. Ấy, cô ơi. Để. Có chuyện này hả cô? Tôi cũng nói chuyện với nhà anh nhá. Tôi nói chuyện với cháu yêu tôi cơ mà. Vớ vẩn. Này bà bảo này, thế bao giờ định đưa vàng cho bà đấy? Hay là thôi bây giờ thế này đi, cứ chuyển hết sang tiền cho bà cũng được. Bà là bà chấp nhận hết nhá. Chứ vàng bây giờ giá cả nó bấp bênh lắm. Sáng vừa mới 27 đấy, chiều về lại 72 luôn. Chả biết được nào mà nần cả. Thôi nhá, bà cũng chả làm khó cháu yêu của bà nữa. Thôi có khi bà đi về đấy nhá. Dạ vâng ạ. À đây, mai bà lại sang nhá. Thế là thế nào? Bọn đầu gấu đưa lại đến hỏi thăm nhà ông là thế nào nhỉ? Như thế là lành ít dữ nhiều rồi ông ạ. Mà có khi họ đến là vì cái bình ấy. Đúng rồi, chắc chắn là vì cái bình. Thưa các chính hiếu, tôi có một ý tưởng thế này. Tết năm nay tôi sẽ định thưởng cho mỗi một chính hiếu một chiếc xe SH, đồng ý không? Này, cái gì mà ầm ĩ lên thế? Đại ca nói là cho mỗi thằng một con SH đấy. Mỗi người một chiếc SH. Thì SH đâu? À đâu? Cái SH đâu nhỉ? À này anh ơi, anh nhớ là giữ cho em một cái chiếc SH hai màu xanh đỏ nhá. Nhớ nhá. Điếc. Dạ. Về chỗ. Dạ, nhưng mà anh ơi, em thích nhất cái chiếc SH màu xanh đỏ. Hai cái màu đấy là em đi rất ngầu ấy. Chờ chờ. Thưa các chiến hữu, ở trong làng ta hiện nay có một bộ đồ cổ vô cùng quý hiếm. Chính vì thế tôi mới tập hợp các chiến hữu lại để lên một kế hoạch mang mã số bình chọn với cú pháp bờ cờ. Có phải là cuộc thi Việt Nam Idol không? Thế em xin đăng ký một điệu trầu cổ. Ta đi trà giấc tè ngồi y như gốc cây đã tè ngồi y gốc cây đã ta. Im mồm, cháu trình bày tiếp đi. Đa tạ ông trẻ. Bờ cờ có nghĩa là bình cổ. Kế hoạch cụ thể như sau. Đây, anh em, tập trung lại đây. Kế hoạch là như thế này. Chú em đi đâu đấy? Ấy khỉ đấy.
Còn tối thế này thì tìm thấy chó nào được. Có cần lửa không anh cho mượn? Ui quý hóa quá. Đây. Em cảm ơn. Ôi, anh đây cơ mà. Có lấy được không? Đừng im. Ui, ai đấy? Súng đây. Ui súng à? Ui chị đừng bắn nhá. Chị ơi, ui. Đi. Ui chị bình tĩnh đừng bắn. Em ở nhà còn có mẹ già đấy. Ui mấy vợ với cả một đàn con mà vừa mới đẻ xong chị ạ. Em bị dụ dỗ. Không phải trình bày. Ui chị, nhưng mà. Bao nhiêu chị bắn? Ui chị đừng bắn. Một. Ui chị. Hai. Chết em rồi. Giời anh bẩn để em. Nghe. Yeah! Chạy! Ê, anh ơi, em cũng vừa bắt được một thằng ở ngoài kia. Nó có vũng nước ở dưới chân. Em xấu hổ quá, thế là tha cho nó rồi. Ôi, thế thì mình phải ăn mừng thôi. Toàn một lũ ăn lại. Tao không bắt chúng mày đánh nhau, mà điều tao cần ấy là cái bánh cổ cơ. Tao hỏi, có đứa nào nhìn thấy cái bình cổ không? Tối như hũ nút ý, đến đánh nhau á, còn đánh nhầm vào nhau nữa là đến bố tao sống dậy còn không tìm được. Đúng đấy đại ca, bọn em đã cố gắng hết sức rồi, làm việc rất khoa học, lại còn cử cả thằng điếc nó cắt cầu giao điện để cho nó an toàn, thế mà ô mà thằng điếc đâu rồi? Này, nó mà bị bắt là chết cả nốt đi, hiểu chưa? Nên bọn mày là bọn đều cán nhá. À, ăn trộm xong rồi mỗi thằng một chị SH bỏ chạy để mình tao như thế này à? Tao mà báo chính quyền chúng mày chết luôn nhá. Thôi, anh xin chú, tôi nóng. Mà tao đã hô chạy rồi, sao mày không chạy hả? Tại tao lúc nghe được, lúc thì bị mất sóng, cho nên không hiểu rõ lành chúng mày thì chạy làm sao được mà chạy. Mày không nghe được, thế mày làm cách nào mà về đây hả? Thì ở trên cây thì kiến nó đốt, mà xuống dưới thì cô hiện ra, đằng nào cũng chết, cho nên là tao cứ nhảy bừa đi. Này điếc, quần dài của mày đâu mà ăn mặc thế kia? Việc này là việc tế nhị, không nói là được.
Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Chào cô. Báo cáo anh là hôm nay em đến đây để xin phép được bái sư ạ. Xin lỗi, sao cô lại đến vào giờ muộn như thế này? Dạ, chả giấu gì anh. Em bay qua đây từ sáng cơ ạ. Nhưng mà lanh quanh luẩn quẩn mãi, bây giờ mới tìm được nhà anh ạ. Dạ thôi anh ơi, em có chút quà gọi là quà ra mắt anh nhận cho em ạ. Xin lỗi, tôi không dám nhận. Ôi anh ơi, có gì đâu ạ. Toàn mấy thứ sơn hào hải vị vớ vẩn ấy mà, anh cứ nhận cho em vui ạ. Kể cô đừng làm thế. Mời cô ngồi. Dạ vâng ạ. Ôi, quả cái ấm. Vâng ạ. Mời cô. À vâng vâng. Em đặt quà ở đây. Dạ xin tự giới thiệu với anh, em là Ngọc Bích, là một nhà thẩm định đồ cổ và cũng là trợ lý của tổng giám đốc công ty đa quốc gia. Em nghe nói là nhà anh có một chiếc bình cổ đúng không ạ? Đúng như thế. May quá. Thế em có thể xem nó một chút được không ạ? Được ạ. Vâng. Quên. Không được. Sao không được hả anh? Cô có thể xem qua ảnh được không? Anh cẩn thận như thế là tốt anh ạ. Vâng, em chuyên gia thẩm định mà, qua ảnh cũng được không sao anh ạ. Thế để tôi vào lấy. Dạ. Tôi cầm vào tôi. Dạ vâng vâng vâng. Cảm ơn. Dạ. Mời cô. Anh đợi em chút ạ. Ê, có cái này cho nó cẩn thận anh ạ. Vâng. Em làm đồ cổ nhiều em quen rồi anh ạ. Cho dù là qua ảnh là mình cũng phải cẩn thận, chứ nó học cổ vật thì chết. Anh để em. Ôi trân trọng quá. Dạ. À trời. Cái bình này nhà anh cổ nhỉ? Vâng, cực cổ. Vâng, quá cổ. Vâng. Cái bình này là có từ đời Trần Thánh Tông niên chế anh ạ. Thế ạ? Rất có giá trị. Vâng. Nó có giá trị về mặt vật chất này, có giá trị về mặt chính trị, về mặt xã hội. Nói chung là rất có giá trị. Vâng. Có người đã giả tôi cái bình này 2 tỷ rồi đấy ạ. 2 tỷ? Vâng. Người ta trả cho anh cái bình này 2 tỷ á? Có đắt quá không cô? Quá rẻ anh ạ. Quá vớ vẩn luôn. Cái bình này của anh nhá, trị giá của nó phải trên dưới 2 triệu đô. 2 triệu đô? Dạ vâng. 2 triệu đô là bao nhiêu tiền Việt? Thế anh không biết tính à? Nó rơi vào khoảng tầm 40 tỷ tiền Việt Nam. Vớ vẩn như này. 40 tỷ á? Dạ vâng. May quá không ạ? Tự nhiên tôi lại có quý nhân phù trợ. Thằng này nhá, anh em mình sẽ ăn chơi tè 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 luôn. Ôi, quý nhân phù trợ. Ông cứ nói trắng phớ ra là cái con mắt hoa sinh mồm hoa súng, bất kỳ thủ đến đây đúng không? Sao ông lại gọi người ta là con? Chả con. Này, trợ lý tổng giám đốc công ty đa quốc gia đấy, chuyên buôn tên lửa, tàu hỏa, máy bay với lại xe tăng thôi. Còn mấy cái đồ cổ chỉ là lặt vặt thôi ông ạ. Tôi nói để ông buồn nhá. Tôi nhìn mặt con này con quen, chắc chắn là đã gặp ở đâu rồi đấy. Đúng rồi, chắc là ông gặp ở trên vô tuyến. Ông ạ. Cố khoe với tôi, cố là ca sĩ vừa đoạt giải chiếc cuống phổi bò bằng vàng đấy. Hôm trước, dù tôi đi hát karaoke, hát hay lắm. Cái gì? Ông hát karaoke á? Kinh đấy, dạo này ông hơi bị kinh đấy nhá. Sao? Thế ông lấy tiền đâu ra mà ông tiêu ghê thế hả? Này, muốn bán được cái bình ấy, thì mình phải tập làm đại gia. Ông hiểu, tôi đã cắm sổ đỏ nhà này rồi, vay tiền ngân hàng. Cái gì? Hả? Ông cắm sổ đỏ? Ừ. Sao ông liều thế? Sao? Trời ơi, tôi thấy con Bích ấy, nó là người không đàng hoàng đâu. Ừ. Không cẩn thận ấy, ông ra đê mà ở đấy. Ôi, không đàng hoàng là không đàng hoàng thế nào? Mà này, ông đừng có chen vào việc của tôi nhé. Ông phá đám là không bán được cái bình ấy đâu. Chứ ông ăn gì mà ông? Ông bán bình hay là ông bán nhà đấy hả? Sao kìa? Gì đấy? Mẹ ấy, làm sao? À. Còn làm sao nữa? Ăn mặc nhố nha, nhố nhằng. Vỗ cho cái giờ. Vỗ đi.
trên đông dưới hè như thế này là chuyện bình thường như thế này. Ok, chưa gì đã tự ái này. Phỏng ơi, há mồm. Làm gì em? Đứt. Há mồm ra, nhắm mắt vào nào. À, ê, không được nhai. Chưa có ba tê mà. Nào, ba tê siêu nhân. Ngon thế. Không được nhai. Nuốt luôn. Nuốt luôn á? Nuốt luôn. Làm sao thế? À, nghe nè, đây. Có nước. Nào, mà uống đi. Úi ôi, úi trời ơi, cứ bình tĩnh. Đúng là ăn ba tê siêu nhân nó khác giỏi thế. Bây giờ đến lượt em. Em nhắm mắt há mồm rồi đây. Anh đút đi. Đây. Sao đây? Anh xin lỗi. Đàn ông con trai gì mà mạnh bạo dã man. Em uống nước nhé. Uống nước. À, cái bình cổ của anh ấy. Anh có thể bán cho em được không? Không được. Sao lại không được? Đấy là cái bình cổ gia bảo của nhà anh, phải tự tay anh bán. Thì em bán giúp anh cũng được mà. Không được đâu. Xin lỗi anh, em có điện thoại. Alo. Em đã hỏi rồi, nhưng mà nó không đồng ý. Vâng, em hết cách rồi. Tiến hành kế hoạch B đi. À, em đang ở tọa độ X, hướng 12 giờ, 18 độ Vĩ Bắc, 23 độ Kinh Đông, gần bờ sông. Có tiếng vịt kêu kìa. Action. Yes, sir. Thế rồi anh ơi. Sao em? Thằng chồng em. Chồng em thì làm sao? Nó mà ghen thì nó giết cả em lẫn anh đấy. Đàng hoàng, bớt việc phải chọn. Nhưng mà giữa Thanh Thiên Bạch Nhật hai đứa ngồi với nhau thế này thì làm sao mà chọn được? Thằng này, ai cho mày quyến rũ vào tao? Vợ tao là vợ mày. Vợ, đại ca. Ra sao? Thằng này, ai cho mày quyến rũ vợ tao? Vợ thấy có đúng không nhỉ? Thằng này, ai cho mày quyến rũ vợ tao? Phải nói to không thế, đại ca nói như nhỏ. Có liên quan gì đến em đâu ạ? Tại thằng này nó rủ em ra đây đấy chứ ạ? Con này, tí tao xử sau. Còn bố dòng người kia, đứng. Được chưa anh? Im mồm. Còn thằng này, mày quyến rũ vợ tao, hôm nay tụi tao sẽ cho đời mày tàn như cái tán. Đại ca ơi, sao lại cái tán là cái gì mà sao lại tàn được nhỉ? Mà cái tán hình như là cái lọng, tao cũng không biết đâu. Thôi, mày đưa cái giấy vay nợ cho nó ký đi, được chưa đấy? À, đại ca ơi, xong việc này tối về đại ca cho em mượn cái máy tính nhá. Mày mượn máy tính làm gì? Để em search cái Google xem mà cái tán là cái gì. Xong việc, tao mua hai cho hẳn một cái, đỡ phải mượn. Đại ca nhớ mồm đại ca nhá. Nhanh. Giấy đây, mày ký đi. Anh ký cho em ạ.
Cái gì? Tôi nợ công 2 tỷ á? Không có chuyện đấy đâu, nhá. Đại ca ơi, thằng này dám vứt giấy vay nợ này. Ừ, ra sao? Mày dám bật chứ có lật đật ạ? Đâu, vui ra, đâu, chú mày đâu? Vào 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 chân. Có thuật kinh không? Kinh kinh cái gì? Anh nhớ đi đâu mà lách thách thế kia? Còn đi đâu nữa? Bây giờ người ta đã là đại gia, cho nên ăn chơi trác táng nhiều, rượu uống say, ngã xuống ao, chứ còn gì nữa. Trời rét thế này mà ngã xuống ao thì cảm lạnh chết. Em phải vào xem anh như thế nào đây. Cuống là lên thế à? Anh nhỡ, anh có làm sao không? Ôi trời đất ơi, sao đến nông nỗi này hả? Tôi bị chúng nó lừa, nó quay tôi. Chúng nó quay ông à? Thế có bị dính đòn gì không? Không. Nhưng mà đau. Đau nhớ đời. Hôm nay anh lấy đâu ra tiền mà tiêu bừa bãi thế? Đặt sổ đỏ vay ngân hàng chứ còn gì. Lỡ đời biết gì phải khổ. Mà ông vay bao nhiêu? 200 triệu. 200 triệu cơ à? Thôi bây giờ thế này, ê, thiếu bao nhiêu anh em chúng tôi cho vay nhá. Ý, lấy cái sổ đỏ về chứ còn gì nữa. Anh em cậu tốt với tôi quá. Một nửa thầy? Một nửa. Một nửa nghĩa là 1 tỷ á? Chứ sao? Mà đúng là em phải được hưởng thế thật đấy chứ còn gì nữa. Mà thầy này. Hả? Thầy có cách nào giúp em không? Nếu mà thầy có cách giúp em nhá, em hứa với thầy luôn là em sẽ chi cho thầy 20% hoa hồng đúng như theo tỷ giá hiện tại nhá. Em cứ yên tâm đi. Có việc gì của chúng nó, theo dõi chúng nó từng giờ từng phút rồi báo cho anh. Anh sẽ có cách. Thầy bóc. Thầy làm em đọc. Thầy có vận công đâu mà em nóng. Thầy chả cần vận công, em nóng. Mà thầy này à? Em nói cho thầy biết nhá. Cái thằng nhỡ ấy là nó chơi thân với cả cái thằng Phổng, con nhà Phởn lắm. Mà cái con cái Liên ấy là em gái của thằng Phổng ấy, lại có tình ý với thằng nhỡ mới chết chứ lại. Sao em biết? Ôi. Thầy toàn hỏi thừa thôi.
Ở cái làng này có cái chuyện gì là em không biết. Từ nhà nào có con lợn cái đẻ nhá, rồi đến nhà nào mà có con gà nó bị cúm nhá. Ôi giời ơi, chả có chuyện nào là qua mắt được em cả. Như vậy là chính xác là chúng nó yêu nhau. Trời ơi, không phải là yêu mà say nhau hơn điếu đổ. Hơn điếu đổ chứ có gì nữa. Thế thì có cách rồi. Có cách rồi à? Có cách rồi. Đại ca, đợi đại ca đến giường em. Đẹp không? Tiên sư cái thằng ba cái tuổi danh đòi để dâu. Đính giá đại ca. Sắp xung ạ. Đại ca ơi, bắt luôn nhá. Nó đi bắt nó phải về. Cứ đợi nó đã. Thằng ngoài đi đâu? Hả? Đại ca gọi. Mày về nói với thầy thống bốc. Hả? Là con Liên nó vừa đi qua đây xong. Hả? Đại ca, thằng này nó điếc, bịt mũi, nói vào tai. Mày về nói với thầy thống bốc là con Liên vừa đi qua đây xong. Lúc nào nó về, bọn tao mới bắt nó. À, hay quá, hay quá. Lại một đồng. Trời ơi, mày là tao hết cả hồn. Xong rồi ạ. Cái gì xong? Dạ đánh nhanh tóm gọn rồi ạ. Tức là thắng lợi rồi. Thắng lợi rồi. Lâu rồi, làm tí đối luyện chứ. Chơi luôn. Hey! Được không? Được đấy. Tiếp chứ. Được thôi. Bao. Bạn đã có điện thoại. Alo. Nộp ngay cho tao cái bình cỏ. Nếu không còn Liên sẽ bắt vào cánh tay đi. Mày là ai? Alo. Alo. Chuyện gì đấy? Chúng tôi bắt cóc Liên và đòi nộp cái bình cổ. Liên bị bắt cóc à? Làm thế nào bây giờ? Ông đưa điện thoại đây, tôi gọi cho Liên. Ôi chết rồi. Tắt máy ông ạ. Ờ kìa, có điện thoại, nghe đi. Alo. Mày mang ngay cái bình cổ đến tiếp cái đê. Đặt ở đó. Này, đừng bỏ một bàn này. Tao sẽ chặt tay con Liên đấy. Được, tao sẽ mang đến. Nhưng cấm chúng mày không được làm gì cô ấy. Sao, tình hình thế nào? Ôi giời ơi, nói đi. Sao mặt lại đần độn cho thế hả? Huyện nhà anh. Liên, em có sao không? Ôi giời ơi, mà tại sao mày lại tắt máy là thế nào hả? Em đi học phải tắt máy, quên chưa bật lại. Mà có chuyện gì thế các anh? Thế là thế nào nhỉ? Ông đưa cái bình đây! Trời ơi! Vô cái bình rồi!
Ôi trời ơi, ông làm vỡ cái bình 2 tỷ của tôi rồi. Phen này thì tôi sống mãi với ông. À, ông vào đây, ông vào qua đây. Ai trả hại anh rồi? Ôi trời ơi, chạy bao nhiêu máu tươi ra. Chúng mày đúng là đồ hân hại. Tao có thể đủ tiền mua cho mỗi đứa một chiếc xe 4 bánh, nhưng với trình độ ngu dốt của chúng mày á, chỉ đáng đi xe 1 bánh thôi, hiểu chưa? Anh ơi, anh mua xe 1 bánh để diễn xiếc hả anh? Im mồm, thằng điếc. Mày biết gì mà nói? Tao bị bám mồm ấy. Này, thằng cháu ơi, cơm không ăn thì gạo còn đó, gạo còn... lo gì? Hôm nay không bắt được thì ngày mai bắt. Việc đó cứ để ông trẻ lo. Đúng rồi. Để lâu gặp khách nó bán mất thì cạp đất mà ăn à? Sao ngu thế hả mày? Ôi trời ơi, làm nước ơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, hàng xóm làm việc ơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, đánh nhau rồi. Ai đánh nhau? Đánh nhau máu chảy lênh láng. Ai đánh nhau? Trật tự, trật tự. Bình tĩnh, kể xem nào. Ôi, thằng phỏng nó sang nhà thằng nhỡ, nó đâm một phát lò ruột thằng nhỡ ra. Thế chưa? Thằng nhỡ lao vào, đá một phát, ui, tủng phổi thằng phỏng. Tôi chết rồi. Thế xong rồi con Liên nhảy vào can hai thằng, bị hai thằng nó đánh, đâm rồi, ui, bẹt mũi rồi. Mà chúng nó tranh nhau. Tranh nhau cái gì? Tranh nhau, nó đập vỡ rồi. Vỡ cái gì? Vỡ cái gì? Vỡ cái bình cổ chứ còn vỡ cái gì nữa. Ai? Ai là vỡ bình cổ? Thằng phỏng với thằng nhỡ rồi ơi. Thế giờ cái bình đâu rồi? Vỡ tan tành rồi. Rồi, chết tôi rồi. Thế là ăn cám rồi. Xé. Khoan, hả? Uống đã, uống để mừng một năm đầy tai họa đã qua. Rồi, đâu, uống rồi. Em mời anh nha. Liên này, em thông minh thật đấy. Nếu như em không nghĩ được ra cái cách giả vờ là vỡ cái bình thì làm sao bọn mình ngồi ăn tất niên một cách vui vẻ như thế này, đúng không? Thông minh, thông minh. Em thấy còn bình cổ trong nhà còn lo lắm các anh ạ. Ừ, ông ạ, tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ mang cái bình ấy vào đình làng thờ đức ông tổ nghiệp võ của làng ta. Đúng đấy. Bây giờ mình đặt cái bình cổ vào đấy á, không ai dám động vào nhá. Vừa tránh được tai mắt của bọn xấu, mà cái bình cổ lại được đặt đúng vào vị trí của nó. Ông hơi bị thông minh đấy. Em thấy phải đấy. Còn giữ cái bình cổ trong nhà như là giữ bom nổ chậm ý. Em lo cho anh thôi. Rồi, thôi cứ quyết định như thế nhá. Ngoài Tết rồi ta tính nhá. Này. Già Tết chúng mày cưới nhau xong ấy, ông phải gọi tôi bằng anh đấy nhá. Không được, bao giờ cưới xong thì tôi sẽ gọi ông bằng anh. Ủa, anh phải ra anh, em phải ra em chứ, nó đàng hoàng chứ đúng không? Thì cứ gọi anh dần dần đi là vừa. Không. Sao thế? Cưới xong nó bây giờ gọi ngại lắm. Ôi, đời sao phải khổ, gọi anh luôn đi nhá. Không. Không à? Đã thế, tiện đây bày luôn cờ ra đây, tôi với ông làm một trận. Nếu mà ông thua ấy, gọi tôi bằng anh luôn nhá. Này, ông làm sao thắng được tôi mà ông cứ tinh vi. Ôi, võ tôi còn thắng ông huống hồ cờ. Cái gì? Võ ông thắng tôi á? Chứ còn gì nữa? Ông thắng tôi bao giờ? Thì thắng suốt còn gì? Ông toàn thua. Ông thua ấy. Ông thua. Ông thua. Ông. Này ông. Ông thua ấy. Ông thua ấy. Ông nhá.